Những trường hợp đột biến kỳ lạ và quái dị nhất ở động vật. Những con vật thật này khác biệt với những con vật chúng ta thường nhìn thấy. Chúng cho ta thấy tạo hóa mang lại những điều kỳ lạ, đặt thêm những câu hỏi mới cho giới khoa học. Cá mập một mắt, Cyclops, tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng nhưng lại xuất hiện ngoài đời thực. Con cá mập con chi dài khoảng 22 cm, với một mắt duy nhất ở giữa mũi và xương sống bị biến dạng. Sao la hay sừng là một trong những con thú hiếm nhất thế giới. Loài này khá quái dị khi nó thuộc về phân họ châu bò, nhưng không giống như một con dê hoang dã hoặc linh dương. Chuột túi bạch tạng được phát hiện ở Australia, gây ngạc nhiên cho các chuyên gia về động vật hoang dã. Con vật được phát hiện ở khu vực rừng quốc gia Namazi, gần Canberra, Australia. Tôm hùm hai tông màu, tôm hùm Harlequin giữa, có lớp vỏ hai màu xanh và vàng. Các chuyên gia cho biết, sự đột biến khiến tôm hùm có nhiều màu sắc kỳ lạ như xanh, đỏ, bạch tạng hay thậm chí là vàng. Trường hợp con rắn quái thai với một bàn chân có móng vuốt mọc ở giữa cơ thể đã được phát hiện tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Con rắn có chiều dài 40 cm. Đột biến gen có thể là một trong những nguyên nhân. Hồi tháng 4 năm 2013, trường hợp một con cừu năm chân kỳ lạ sinh ra tại một trang trại ở vùng Northumberland, Anh, khiến người ta thêm tò mò. Ghi nhận cá voi sát thủ trưởng thành trắng muốt cũng là một trong những trường hợp dị biệt cực hiếm trong thế giới động vật. Chú lợn sơ sinh có chiếc mũi như vòi voi này thuộc gia đình anh Nguyễn Thọ Hiếu, chú xóm Vĩnh Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Trong khi đồng loại diện những bộ cánh rực rỡ sắc màu, thì cô nàng Oscar lại trần như nhộng sau khi tự dùng mỏ nhổ trụi lông trên cơ thể do mắc một chứng bệnh về lông. Chú hươu cao cổ Gemina tại vườn thú Santa Barbara, California không có điểm gì khác biệt so với đồng loại, ngoại trừ chiếc cổ lệch sang một bên. Một chú bò Anko Watusi đến từ châu Phi phải vất vả giữ thăng bằng khi di chuyển bởi cặp sừng quá khổ gắn trên đầu. Bò một sừng. Jia Kebing, một nông dân tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, sở hữu một con bò mọc sừng ở trán, giống như loài kỳ lân trong những câu chuyện truyền thuyết. Nhiều người tỏ ra hiếu kỳ và đến tận nơi để chiêm ngưỡng chú bò kỳ lạ. Cá ba mắt. Một ngư dân ở Córdoba, Argentina đã phát hiện một con cá sói đột biến với ba mắt trong hồ chứa Chorro de Agua Caliente cạnh nhà máy điện hạt nhân trong khu vực. Mặc dù các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân gây đột biến, các ngư dân nghĩ rằng nguồn nước trong hồ là tác nhân gây đột biến hiếm gặp của con cá. Kỳ dị cừu mặt người. Một con cừu mẹ tại ngoại ô Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ đã đẻ ra một con cừu con có khuôn mặt người vào năm 2010. Bác sĩ thú y Ehan Elibon là người thực hiện ca mổ để lấy cừu con. Ông cho biết chiếc đầu hoàn toàn giống đầu người với đôi tai là tai cừu. Tại thời điểm đó, bác sĩ Elibon khẳng định động vật dị dạng này là kết quả của một con cừu cái và một người đàn ông. Các nhà khoa học không kịp nghiên cứu để xác định nguyên nhân dị tật do người dân địa phương đã thiêu nó. Chú lợn kỳ dị mang khuôn mặt khỉ. Tại thành phố Diego de Avila, Cuba, một chú lợn con đột biến được sinh ra với gương mặt của một chú khỉ đã trở thành hiện tượng thu hút khách du lịch gần xa tới chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, chú lợn nói trên qua đời chỉ 4 ngày sau khi nó được sinh ra. Hình ảnh và video về chú lợn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. So với một con lợn thông thường, mũi của con lợn này đã bị ngắn đi đáng kể, cùng với đôi tai và đôi mắt y như loài khỉ. Theo truyền thông địa phương, chủ của con lợn đã đến gặp bác sĩ thú y và được giải thích rằng con lợn này sinh ra khuyết tật bẩm sinh, chính điều đó đã gây ra cái chết của nó. Một số chuyên gia nhận định chính tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề đã khiến chú lợn bị dị tật khi sinh ra. Lợn đẻ ra người. Tháng 10 năm 2012, người dân ở tỉnh Bình Phước đã xôn xao về việc con heo của vợ chồng chị Khoai, dân tộc Stiêng ở ấp 2, xã Minh Lập, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, sinh ra một con lợn con có hình dạng giống trẻ sơ sinh. Theo chị Khoai, lợn con được gọi là giống người bởi nó có hình hài giống một đứa trẻ sơ sinh, nặng khoảng 1 kg, đầu tròn, thân không có lông, da trơn, lưng thẳng. Vì nó có hình thù như trẻ sơ sinh nên được vợ chồng chị đem vào ủ ấm, nhưng chỉ vài giờ sau khi sinh nó đã chết. Được biết, con heo nái nhà chị Khoai nuôi đã được 3 năm,
và đây là lần thứ hai nó sinh con. Lần sinh đầu tiên, nó cho ra lò ba chú heo con hoàn toàn bình thường. Lợn sinh con giống người ngoài hành tinh. Cư dân của một ngôi làng tại Guatemala đã sửng sốt khi có một chú lợn kỳ lạ được sinh ra tại đây. Chú lợn này có khuôn mặt trông rất quái dị, nó vừa có nét giống mặt người, lại vừa giống cho một nhân vật trong phim về người ngoài hành tinh. Người dân tại đây đổ lỗi cho UFO là nguyên nhân của chú lợn đột biến này. Bởi vào đêm chú lợn sinh ra, một đốm sáng kỳ lạ đã được phát hiện trên bầu trời. Tuy nhiên, những nhân viên y tế tại địa phương nói rằng nguyên nhân không phải đến từ một điều gì quá thần bí. Họ cho biết có thể do ô nhiễm môi trường hoặc sự đột biến di truyền. Trước sự xôn xao của dư luận về hiện tượng đặc biệt trên, nhiều nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Trên thực tế, đó là những dạng đột biến gen hiếm gặp, có thể là do đột biến di truyền hoặc đột biến do nhiễm độc ngoại cảnh như môi trường, thức ăn. Lợn đẻ ra voi ở Đắk Lắk. Theo lời chị Hoàng Thanh Xuân, Krông Park, Đắk Lắk, sáng sớm ngày 24 tháng 9, con heo mẹ của gia đình chuyển dạ, sinh con sau 3 tháng 24 ngày mang thai. 5 con đầu ra đời bình thường, nhưng tới con thứ 6, heo mẹ lại đẻ ra một bọc lớn. Bên trong chứa một con heo, có mũi dài như mũi voi, con vật nặng chừng 1kg và có cái vòi voi dài chừng 10cm. Do sức khỏe yếu, nó đã chết sau đó 2 tiếng. Cá sấu song sinh dính liền thân. Cá sấu dính liền thân ấp nở ngay trong trại cá sấu Samut Prakam ở ngoại ô thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tháng 6 năm 2001. Dính liền từ phần dưới thân, cặp song sinh này có đến 8 chân và 2 cái đuôi. Rùa siêu dị ở Tiền Giang. Con rùa có vẻ ngoài kỳ dị, thuộc sở hữu của anh Võ Minh Tuấn, Thạnh Phú, Châu Thành. Khác với đồng loại, con rùa đặc biệt có phần mai bé hơn rất nhiều so với cơ, xương. Chiếc mai này nhô cao và có hình giống như chiếc mũ nồi. Nhìn sơ qua, con vật giống như một tảng thịt to với 4 cái chân mập ú. Cũng bởi vậy nên nó không thể rụt đầu vào mai giống như rùa bình thường. Rùa hai đầu 6 chân. Con rùa có hai đầu 6 chân kỳ quái được trưng bày tại triển lãm động vật của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Kiev, Ukraine. Mỗi đầu của cặp đôi phát triển hoàn toàn độc lập. Tuy dính liền thân, chúng có xu hướng muốn bò theo các hướng khác nhau. Dê 8 chân. Con dê kỳ dị có tới 8 chân được sinh ra tại nông trại ở miền Bắc Croatia. Con vật có cả hai bộ phận sinh sản của giới đực và cái. Đây là hiện tượng dính liền thân của hai bào thai, một thai không phát triển đầy đủ và sống ký sinh trên cơ thể con còn lại. Sửng sốt, ếch có dương vật khổng lồ. Theo Daily Mail của Anh đưa tin, những hình ảnh về một chú ếch với chiếc dương vật khổng lồ gần đây đang gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook. Khác với những con ếch thông thường, nó mọc thêm một bộ phận ở giữa, trông giống dương vật của đàn ông. Tuy vậy, theo chuyên gia, bộ phận này của con ếch hoàn toàn không phải là một cơ quan sinh dục. Hơn thế, nó giống như một dị tật của con ếch. Việc nó mọc thêm một bộ phận kỳ lạ trên cơ thể lại nằm đúng chỗ nhạy cảm đã khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Chính vì vậy, những hình ảnh của con ếch có dương vật này đã nhanh chóng phát tán rộng rãi với nhiều chú thích hài hước khác nhau. Cá sấu bạch tạng. Trong một buổi đi thăm sở thú Los Angeles, nhiếp ảnh gia Nick Hood của hãng tin AP đã chụp được bức ảnh con cá sấu bạch tạng hiếm có trên thế giới đang chìm mình dưới hồ. Được biết, đây là mùa khuyến mãi cho du khách cơ hội xem mặt loài cá sấu thích sống ẩn giật và giáo dục gia đình về tầm quan trọng của đầm lầy. Các bạn vừa theo dõi video những trường hợp đột biến kỳ lạ và quái dị nhất ở động vật. Hãy cho Khám Phá Thế Giới biết những suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên subscribe để đón xem những video mới nhất từ channel Khám Phá Thế Giới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.